Hello, cảng xe máy Thanh Đoàn xin gửi lời chào tất cả anh chị em, cô dì, chú bác xa gần. Mọi người ơi, đến hẹn lại lên ngày hôm nay 12 tháng 8 2020. Cảng xe máy Thanh Đoàn lại làm clip giới thiệu những dòng xe đang có mặt tại xe máy Thanh Đoàn đến anh chị em, cô dì, chú bác xa gần. Mọi người đang quan tâm dòng xe máy cũ nào, nhanh tay xuống địa chỉ số nhà 465, đường Nguyễn Thị Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương. Điện thoại liên hệ của cửa hàng xe máy Thanh Đoàn 0967 424 911. Gặp trực tiếp em Hiền Thế Thương xinh đẹp. Và đặc biệt kênh của em Hiền sẽ cập nhật liên tục vào các ngày trong tuần, trong tháng để anh chị em bạn bè cùng xem và tham khảo nhé. Và mọi người thì bây giờ không nói lên trên nữa, em Hiền sẽ bắt tay vào review xe và anh chị em bạn cùng theo chân em Hiền nhé. Vâng, cũng như mọi hôm, ngày hôm nay xe máy Thanh Đoàn lại tấp nập rất nhiều xe về phục vụ quý anh chị em và các bạn xa gần. Những ai đang quan tâm dòng xe máy cũ nào, nhanh tay xuống địa chỉ số nhà 465 đường Nguyễn Thị Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Di An để ủng hộ em Hiền nhé. Đây, vâng, đầu tiên cho em ra cho phép em Hiền được review một chiếc E150 phiên bản đặc biệt cá tính và cao cấp nhất của dòng E150 đời cuối 2019 và xe mới chạy được 3-4 ngàn km thôi. Đặc biệt vô rất nhiều đồ kiếng, em Hiền sẽ quay kỹ với mọi người ấy. Một chiếc đồng hồ rất xinh, nhỏ nhắn xinh xắn này, gương cũng đẹp, người ta nói đẹp người đẹp nết là có thật. Một chiếc xe hoàn hảo từ đầu tới chân, dàn áo toàn bộ bọc keo chưa lột ra, đẹp không một tì vết. Ngoài ra rất có nhiều đồ kiếng, cái gương cũng đẹp luôn này. Đấy, đồng hồ bên này nữa. Và đặc biệt ở dưới này rất nhiều đồ kiếng để anh chị em bạn bè cùng chiêm ngưỡng luôn. Đặc biệt vô một cặp mâm này, anh chị em bạn bè lưu ý giúp em Hiền, nếu mọi người mua một chiếc xe vô thêm cặp mâm này của hãng phải lên tầm khoảng 3,5 triệu đến 4 triệu đồng. Và ngày hôm nay dù lên 3,5 triệu đến 4 triệu đồng nhưng giá cũng cực kỳ bình dân và dễ thương nhá. Đó, rất chi là đẹp đây, cái gác chân này xin trò luôn nha mọi người. Đây, cặp mâm đi cùng với cái gác chân cực kỳ sang chảnh. Và ngay cả nói chung là chú xe này cực kỳ yêu đam mê màu vàng đó. Đấy, mình mua một chiếc xe nhiều vàng thì về khé cả năm làm rất nhiều vàng luôn anh chị bạn ơi. Đó, vàng bữa nay đắt mà người ta vô nhiều thế này không biết này. Một chiếc xe phải nói là hoàn hảo xuất sắc đến từng cm luôn. Đặc biệt mà cái mẫu này tem này là đời cao cấp nhất của E150. Con này mua mới em nói chứ trên dưới 52-53 triệu. Và hôm nay tại xe máy Thanh Đoàn, một chiếc xe siêu đẹp, nhiều đồ chơi như thế này, em Hiền sẽ bán giá để quý anh chị em và các bạn. Vâng, 35 triệu 500 đồng thôi ạ. Một cái giá cực kỳ hữu nghị luôn rồi nhá. Hai chiều khóa gương đi theo xe đầy đủ giấy tờ. Đó, cái này hình như là nó có chống trộm này. Đó, mọi người có thể nhìn kỹ vô đây, chiều khóa đó, nó có chống trộm mọi người ơi. Thì em có biết là chống trộm ở đâu, em Hiền không có đây này. Óc tán bay màu nhá. Đó thì tại vì hôm nay thời tiết ở Di An, Bình Dương mưa rất to nên là em Hiền không thể nào làm clip được. Thì bây giờ ngớt mưa em Hiền làm liền, thì có thể là trong quá trình quay hơi tối thì mong anh chị em bạn bè thông cảm giúp em Hiền. Và em Hiền vui lòng em Hiền sẽ lướt nhanh nhanh một tí nhá. Con hẹt này sẽ bán giá 35 triệu 500 đồng, không một tì vết, không một lỗi lầm luôn. Vô rất nhiều đồ kiếng rất đẹp, máy móc riêng nguyên bản từ đầu tới chân. Và đặc biệt cái dàn áo ngoài này là cái màu cực kỳ hot hit nha. Phiên bản cá tính đặc biệt nhất của dòng E150, siêu đẹp luôn anh chị bạn ơi. Hiện tại cái xe này nó có chống trộm này, em Hiền không biết sờ vào đâu nha mọi người. Nó kêu to quá nhỉ. Đó, thì em Hiền tắt đi nhá. Đây, một chiếc E150 đúng chất chơi luôn nhá. Đây, dân chơi không sợ mưa rơi là có thật này. Ôi, nhìn mà mê luôn nha mọi người. 35 triệu 500 đồng. Mọi người cứ tính đi, mua mới trên 50 triệu đã đỡ được gần 15, 16, 17 triệu. Vô inox, vô đồ chơi thế này có khi lên 55, 56 triệu đấy anh chị ông bà này. Đó, bây giờ em Hiền chỉ 35 triệu 500 ngàn đồng thôi nhá. Rất chi là rẻ rồi. Vâng, tiếp tục em Hiền review tới quý khách hàng xa gần một chiếc Sirius 2019 màu cam đen, phiên bản đặc biệt cao cấp nhất của dòng Sirius nha các bạn. Đặc biệt là có vô đèn màu sau này cực kỳ sang chảnh này. Đây, cái này là vô chơi cho vui, anh chị em bạn bè không thích thì lột ra, nó không liên quan đến máy cũng không liên quan đến xe nhá. Đó, màu tem đồ trên đét, đặc biệt lốc máy này, nhìn đây là biết được độ đẹp của nó cỡ nào. Không cần phải nói nhiều, xe mới chạy được 6.200 km thôi. Một chiếc Sirius màu cam đen phiên bản 2019 hot hit nhất, hai gương kinh theo xe ngày hôm nay xe máy Thanh Đoàn để anh chị em các bạn 14.800.000 đồng anh chị em bạn ơi. Một cái giá cực kỳ hữu nghị và xe em Hiền báo giá đây là không bớt nhá, đúng giá luôn nha mọi người. Đây ạ, vô đèn màu cực kỳ sang chảnh luôn này. Màu cam đen rất chi là sang chảnh luôn. Tất cả anh chị em bạn bè mua xe bên cửa hàng xe máy bên em đều có chính sách bảo hành từ 6 tháng tới 1 năm.
mình đề 6 tháng và đặc biệt cho đối miễn phí trong vòng 1 tuần. Đặc biệt anh chị em bạn bè ở xa, các tỉnh miền Tây, miền Bình Phước và ở Tây Ninh thì chỉ cần chuyến khám trước cho em miền 1-2 triệu, em miền sẽ ship xe về gần nhà. Đối với các tỉnh, ví dụ anh chị em bạn bè miền Trung, miền Bắc thì vui lòng chuyến khoán đủ thì bên em miền mới gửi xe. Thực ra là cũng phải không phải phân biệt đối xứ đâu, nhưng mà các tỉnh miền Trung, miền Bắc là vẫn chưa có nhà xe thu hộ. Mong anh chị em bạn bè hiểu giúp em miền nhé. Đó, vâng, chú đứa này là 73 nhá. C110190. Đó, xe này không cần nói nhiều, nhìn qua là biết độ đẹp và zin cỡ nào rồi. 14.800.000 đồng, không biết, không bớt luôn nha anh chị em bạn bè, ra mua mới phải 24, 25, 26 triệu đồng. Ngày hôm nay em Hiền bán chỉ có 14.800.000 đồng thôi. Cậu ơi, anh Đoàn đâu nhỉ? Nhờ tắt dùm em, cái này nó kêu to quá. Cái này là vừa lấy về xong em Hiền chưa biết là sử dụng nên là hơi kêu to, có lẽ thế là ảnh hưởng đến ngay cái âm thanh của anh chị em bạn một tí nhá. Vâng, tiếp tục em Hiền lại review tới anh chị em và các bạn một chiếc AB biển số thành phố Hồ Chí Minh, chính chú ký giấy sang tên nhanh còn lẻ luôn, toàn bộ xe vô rất là nhiều inox luôn này mọi người này. Đấy, inox này đó, một cái xe quá đẹp và hoàn hảo luôn nha. Đây, biển số bao nhiêu đây, 59G147791, một chiếc AB 125 màu đỏ đen, xe đẹp liền lạc từ đầu tới chân, chính chủ ký giấy sang tên nhanh còn lẹ. Đây là một cái này thực ra là xe này em đã bán rồi, một bác trai đặt cọc 1 triệu và sau đó xuống đây mua trả góp, nhưng mà rất tiếc là hồ sơ không có động nên em Hiền đưa ra bán lại. Thì có một anh đẹp trai mua xe đây rất nhiều luôn, nhưng mà xuống mua không được vì em Hiền đã nhận cọc. Thì bây giờ anh ơi, anh có xem được clip thì vui lòng xuống lấy liền giùm em nhé. 22.500.000 đồng một chiếc AB 125 59G147791 nhá. Toàn bộ dàn chân ốc tán sáng bảy màu luôn đó. Đem zin đét cho xe, dán keo nguyên con, em Hiền vừa lột không tìm ra một lỗi lầm, không tìm ra một tí vết. Mẫu AB này là một trong những mẫu AB cực kỳ chuộng và rất nhiều anh chị em bạn bè cực kỳ thích nhá. Máy ngọt chảy ngon, chảy khỏe, chảy bóc và đặc biệt là tiết kiệm xăng và một điều cơ bản rất là bền bỉ luôn. Đó, AB giá bán 22.500.000, bao rút hồ sơ, bao sang tên, bao đối chú luôn, nhanh còn lẹ. Cậu ơi, cậu ơi, con rẻ đích bánh mâm nữa. Ở bên anh dán keo. Vâng, tiếp tục em Hiền lại review một chiếc Novo 5, tem số 10 cao cấp màu trắng xám đó, ba màu, toàn bộ tem zin đét cho xe. Quay từ từ để anh chị em bạn bè cảm nhận được độ đẹp của xe. Tất cả anh chị em bạn bè cô dì mua xe tại cửa hàng xe máy Thanh Đoàn bên em có dịch vụ hỗ trợ trả góp sang tên đối chú, chỉ cần đưa trước 30% là rước xe về đi, điều kiện là không có nợ xấu nhanh chóng bạn, chỉ cần chứng minh bằng lái, chứng minh hộ khẩu, photo công chứng 3 tháng gần nhất hoặc chứng minh hộ khẩu gốc là có thể có xe để đi rồi. Thời đại công nghệ không có tiền cũng mua được xe nhanh chóng bạn ơi. 75F118369. Và đặc biệt để tri ân khách hàng cửa hàng xe máy Thanh Đoàn có chương trình, anh chị em bạn bè mua xe bên em Hiền hỗ trợ cho thiếu 1, 2, 3, 4, 5 triệu tùy vào giá trị xe và vô thời hạn và không lấy tiền lãi nhá. Em Hiền sẽ giữ chứng minh và bằng lái anh chị em các bạn nhá, chứng minh với hộ khẩu nhá, chứng minh với cà vẹt xe nhá. Ví dụ như mua xe 10 triệu thiếu 2 triệu để chứng minh với cà vẹt lại nhanh cho bạn. Đó, một chiếc Novo 5 màu trắng đó, tem số 10 cao cấp của dòng Novo 5, máy êm chạy khỏe chạy bóc, vừa lột keo xong lên một cái yên màu trắng đen nhìn cũng cực kỳ sang chảnh. Giá bán 12.800.000 đồng ạ. Vâng, 12.800.000 đồng đã có một chiếc Novo 5 tem số 10, xin chào để đi, không mua là tiếc hùi hụi luôn anh chị em bạn ơi, quá tuyệt vời luôn. 73F118369. Tất cả các xe anh chị em bạn bè mua bên em Hiền đều có chính sách bảo hành từ 6 tháng tới 1 năm, bình đề 6 tháng và đặc biệt cho đối miễn phí vòng 1 tuần. Nên mọi người cứ thoải mái lựa chọn cho mình được một chiếc xe vừa ý nhất để đi nhanh chừng bạn ơi. Rồi ngoài ra thì hôm nay về rất rất nhiều xe nữa. Vâng, em Hiền đang review cho quý anh chị em và các bạn một chiếc SH1 cực kỳ cao cấp màu đỏ, cực kỳ sang chảnh luôn. Bánh màu trắng và thêm thắng đĩa này, vô rất là nhiều inox và điều đặc biệt nhất là toàn bộ xe đang dán keo. Những cái xe cũ mà dán keo rồi cho anh chị em bạn bè là sẽ biết được là rất chi là ít khi bị trầy trước, nếu có trầy thì trầy ngoài, và sau khi mình lột ra thì rất chi là đẹp. Vâng, đây em thể Hiền thì lột thử cái chỗ này cho mọi người cùng xem nhé. Cái này thì giờ phải hơ nóng lên mới lột được. Quay khí cho mọi người biết là đây toàn bộ đang dán keo nhá. Một chiếc SH1 dán keo nguyên con, xe đẹp, máy êm thì tầm. Đời 2015-16 luôn. Đấy, vô inox này, toàn bộ đây dán keo chưa lột. Lột ra một cái không khác gì xe mới này. Phuộc trắng tinh khôi luôn. Lắp máy zin đét này, rất chi là đẹp, tuyệt vời luôn, tuyệt vời xuất sắc luôn anh chị ông bạn ơi.
Cậu ơi còn viết dàn bánh mốt đưa ra chị quay cho em con quay luôn. Vâng, SH1 biến số 61N1-01081 ngày hôm nay trên máy Thanh Đoàn sẽ đế quý anh chị em và các bạn một giá cực kỳ yêu thương, nhẹ nhàng. Vâng, 38.500.000 đồng. 38.500.000 đồng quý khách hàng đã có một chiếc SH xin trò để đi rồi. Mua mới 65-70 triệu. Hôm nay trên máy Thanh Đoàn bán 38.500.000 đồng. Anh chị em bạn bè đã tiết kiệm được gần 20 triệu, hơn 20 triệu rồi. Đó, một cái giá cực kỳ yêu thương luôn. Ngày xưa mua một chiếc SH phải 5-70 triệu. Ngày hôm nay tại xe máy Thanh Đoàn anh chị em bạn bè chỉ bó 38.500.000 đồng. Đó, bằng một chiếc gì ạ? Anh chị em bạn bè bây giờ mua một SH là cái giá cực kỳ yêu thương luôn, quá tuyệt vời luôn nhá. Đây, toàn bộ đang dán keo nguyên con vừa lột ốc tán này. Chưa lột cho mọi người xin lỗi cho bạn. Tại vì lột thì, đây này, vừa lấy về chưa lột, em Miền lột thứ cho mọi người cùng coi nhá. Đó, lột ra không khác gì xe mới luôn. Quá xuất sắc, quá tuyệt vời luôn nhanh chiếm bạn. Đó, lột ra cho anh chị em bạn coi luôn nhá. Đó, một chiếc SH màu đỏ tươi rất chi là sang chảnh luôn. Giá bán 38.500.000 đồng không bớt nhá, hồ sơ thêm phí nhanh chưa bạn. Vâng, lại đây là một chiếc SH1 đấy, hai em SH nhưng hai số phần khác nhau, một bên là đó tươi, một bên là đó đô, nhưng em này là sản xuất 20 cuối 2019 luôn, sản xuất 2019, một chiếc xe mới chạy được hơn 2.000 km. Màu đó bọc đô là một trong những màu cực kỳ được rất nhiều anh chị em bạn bè xa gần ưa chuộng đó. Inox đây này nè, inox đây luôn, rất rất nhiều inox nhanh chưa bạn. Đó, anh chị em bạn bè mà thích inox thì để vậy, còn không thích thì mình có lột ra nhá, nó không ảnh hưởng gì đến xe hết nhá. Đó, đây, úi dồi ôi, không khác gì một chiếc xe mới, chỗ này là còn dơ đất thôi nha mọi người. Đặc biệt toàn bộ dàn áo đang dán keo, chìa khóa thông minh cao cấp và che chính chủ ký giấy nhá, còn hai chìa khóa luôn đó, còn hai thì mốt luôn nha mọi người. Đây, bọc thắng bên này mới đi được 2.192 km nhá. Bên em nói không với tour đồng hồ, anh chị em bạn bè cứ xuống người thật việc thật để xem xe có đẹp hay không như lời em Miền quảng cáo hay không nhá. Đấy, toàn bộ đây là số bảo hành này, hai chìa khóa này, tất cả giấy tờ còn nằm ở trong này đầy đủ, em Miền vừa mua xong đó, khách vừa về xong. 36B693751, một chiếc SH đời 2019 này, mới chạy được hơn 2.000 km thôi, ốc tán này, cặp lốp mới tinh luôn đó, phuộc không gì nhớt này. Toàn bộ đây đang dán keo nguyên con, giá bán đế quý anh chị em và các bạn 48.500.000 đồng, một cái giá cực kỳ khỏe rẻ luôn. Anh chị em bạn bè trước khi mua xe cũ có thể vào hết xe mới để kiểm tra được là cái độ chênh lệch thế nào. Anh chị em bạn bè bỏ gần 50-70 triệu mua một chiếc xe mới, anh chị em bạn bè cũng có bảo hành 1 năm. Bên em Miền xe cũ cũng bảo hành 1 năm, bình đề 6 tháng cho đổi miễn phí đăng vào 1 tuần. Còn xe cũ không có nhá, ra khỏi tiệm là phải lỗ. Còn xe mới, còn xe cũ của em là ra khỏi tiệm đi 1 tuần không ưng ra đối vẫn không lỗ đấy. Chơi vậy ai chơi lại. Đặc biệt tất cả anh chị em bạn bè mua xe bên cửa hàng em Miền có chính sách này, quà tặng hấp dẫn, một là nón báo hiếm, hai là áo mưa, ba là nhớt, một trong 3 sản phẩm chứ không phải là quà tặng cả 3 luôn, là em Miền lỗ vốn ra đường ớ mất nhanh chị em bạn. Đó, ngày hôm nay tuy là mưa gió báo bùng, cửa hàng em Miền vẫn bán được 28 chiếc xe. Đó không phải là nói nối cho chơi nha, sự thật, người thật, việc thật. Nếu anh chị em bạn bè cảm thấy không tin tưởng, một ngày nào đó có thể xuống trực tiếp để biết được sức nóng của cửa hàng xe máy Thanh Đoàn. Thực ra lý do cơ bản nhất cửa hàng xe máy Thanh Đoàn tại sao ngày nào hai mấy chiếc, rất nhiều lý do. Thứ nhất, tại vì xe cửa hàng phải nhiều xe thì mới bán được nhiều. Thứ hai là được khách hàng tin tưởng. Thứ ba, khách hàng giới thiệu, anh chị em bạn bè cô dì chú bác xa gần ủng hộ, nên là gửi lời cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ xe máy Thanh Đoàn thì xe máy Thanh Đoàn mới phát triển như ngày hôm nay được ạ. Vâng, 48.500.000 đồng một chiếc SH đời 2019, 2.000 cây, còn đầy đủ hai chìa khóa, hai remote đầy đủ tất cả mọi thứ luôn, xe chính chủ ký giấy sang tên nhanh gọn lẹ luôn nhanh chị em bạn. Rồi tiếp tục, đây là một con lít ạ. Cái này là lít đời cực kỳ cao, đời 22, đá chân chống tắt máy, phiên bản đời cuối cùng của dòng lít 110 rồi nhá. Toàn bộ xe đang dán keo cho lột, con xe này nếu mà lột ra thì không khác gì con xe mới luôn. Đó, vô một cặp gương cực kỳ hoành tráng luôn, nhìn cái đá đời luôn anh chị em bạn nhá. Và đây biến số bao nhiêu? 60C1-05956, cái này 05959 thì ngon rồi, nhưng mà chỉ được 5956 thôi. Ôi không quan trọng. Đây mọi người ơi, lốc máy zin đét này, toàn bộ dàn áo đang dán keo đó, có trầy nhẹ một tí xíu đây đó, có sao em Miền nói vậy nha.
Đó, bên em Miền không treo đầu dê bán thịt chó. Em Miền công hứa với tất cả anh chị em bạn bè rằng 100% là xe Rin. Nhưng em Miền đảm bảo với anh chị em và các bạn rằng đến với cửa hàng xe máy Thanh Đoàn, con nào Rin em Miền nói Rin, con nào không Rin em Miền nói không Rin. Trường hợp anh chị em bạn bè đi về không ưng cũng có thể đổi con khác thoải mái luôn nha. Và đặc biệt không lỗ ngàn nào luôn. Ai đã từng mua xe em Hiền thì sẽ biết ạ. Rồi, vâng, một chiếc lít toàn bộ đang dán keo, phiên bản đá chân chống tắt máy, phiên bản đời cuối cùng của lít 110 nha mọi người. Cái này đời cuối cùng của 110, đời 2011-12 rồi. Đó, xe nói chung là 100% là đẹp. Mẫu này thì về máy móc khỏi bàn luôn. Ngày xưa ai mà đại gia mới mua được con lít này. Còn ngày hôm nay ai chưa có tiền thì tiền ít cũng mua được xe đi. Đấy, đó, cứ nghĩ đi, ngày xưa không mua được, đợt này em có tiền em mua chơi xe lít đi tay ga sang chánh. Chỉ có để anh chị em mà các bạn này, cái giá quan trọng là cái giá đúng không ạ? Vâng, 11 triệu đồng cho một chiếc lít toàn bộ đang dán keo. Đấy, mọi người có thể thấy đây nha, toàn bộ đây keo này. Nhưng mà tại vì cái keo này là bắt buộc phải đổ nước sôi mới lột được. Có một dịp nào đấy em Miền để chia sẻ kinh nghiệm để lột keo được nhanh gọn lẹ nha. Giá bán 11 triệu đồng không bớt nha. Anh chị em bạn bè vui lòng giúp em tất cả những xe Miền báo giá ở đây là đúng giá 100% không bớt. Mong anh chị em bạn bè thông cảm nhá. Đây ạ, tiếp tục em Miền lại review một chiếc Blade màu đen nhám này. Đó, Blade 125 màu đen nhám cực kỳ sang chảnh, đẹp và liền lạc luôn nha. Dàn chân ốc thán bảy màu luôn. Đây đây, tên máy Rin nguyên đét luôn anh chị và bạn. 70B1 35954 và cái giá cực kỳ yêu thương cho một con Blade 125 phân khối cực kỳ đẹp luôn nha, màu đen nhám sang chảnh luôn. Đây, tên không yêu thì đừng nói lời cay đắng từ anh chị em các bạn, một cái giá quá yêu thương luôn nha. Vâng, con này ngày hôm nay xe máy Thanh Đoàn sẽ bán giá để quý anh chị em các bạn yêu thương trưa này 19.500.000 đồng thôi ạ. Một cái giá cực kỳ rẻ luôn nhá, 19.500.000 đồng. Anh chị em bạn bè đã có một chiếc AB 125 phân khối để đi đời 2014 phiên bản màu đen nhám, và điều quan trọng nhất là máy Rin đầu nồi Rin đét và máy chạy thì thầm. Anh chị em bạn bè mua xe tại cửa hàng em cho test thứ, chạy thứ, chạy khi nào mệt quá em Hiền ơi, anh mệt quá, chị mệt quá không chạy được nữa nha. Và nếu ưng thì lấy, không ưng thuận mua vừa bán không có gì hết. Anh chị em bạn bè cứ thoải mái lựa chọn, đến với em Hiền không sợ không có xe thì đi nhá. Đấy, đến với cửa hàng xe máy Thanh Đoàn cũng như em Miền, không có tiền cũng mua được xe, tiền ít mua xe ít, tiền nhiều mua tiền nhiều. Tại vì bên em Miền là cung cấp các dịch vụ và các cái loại xe luôn, từ loại xe 1, 2, 3 triệu cho đến mấy chục triệu có luôn đó, rất nhiều loại xe luôn nha các bạn đó. Ngoài những chiếc xe Miền đang quay này thì trong kho và trong một cửa hàng em còn rất nhiều, lát nữa em sẽ review sơ qua cho anh chị ông bạn nhá. Xe này thì quá đẹp luôn rồi, 19.500.000 đồng cho một chiếc Blade đời 2014 nhá, phiên bản màu đen nhám này. Đặc biệt máy đầu nồi Rin đét nguyên con luôn. Đấy, tiếp tục anh chị em bạn bè cùng theo chân của em Miền review một vài chiếc ở đây nhá. Vâng, có lẽ nói là cái con xe này là con xe mà em Miền thích nhất ngày hôm nay. Tại vì AB mà màu đỏ này nhìn nó sang chảnh và đẹp. Chiếc xe này là cực kỳ hoàn hảo luôn. Chiếc xe đã dồn tâm huyết của một vị khách hàng, không phải dồn là làm máy gì đâu mọi người nhá. Xe 2010 tới giờ đi lâu ngày nó bạc màu, quý khách hàng đã sơn lại đẹp đẽ cho anh chị bạn. Bây giờ lại dán thêm một lớp keo nữa, bây giờ không khác gì một chiếc xe mới nha. Đấy, bên em Miền xe sơn lại, nói sơn lại, xe Rin nói Rin nhá. Sơn lại đẹp thì mình về khỏi phải sơn, không có gì hết, đúng anh chị em bạn. Một chiếc xe dọn tâm huyết của một vị khách, không biết thế nào nhưng mà sơn cái này á, đẹp xong chuôi từ đầu tới chân là phải 1.5 triệu đến 2 triệu đó, về mình phải đỡ phải làm luôn. Đây này, quá xuất sắc luôn. Và đặc biệt nha, đầu nồi và máy Rin đét chưa làm gì luôn đó, chơi vậy mới chơi nha chị em bạn. AB FI full trang đề tứ 61N1 01829, toàn bộ xe siêu đẹp nha. Xe này bây giờ dọn lại rồi, về chỉ việc ngồi lên và ngứng cao đầu mà chạy, không phải làm bất cứ cái gì nữa. Giá bán của AB FI full trang đề tứ con xe này phải đúng 18.500.000 đồng em Miền mới bán, rẻ hơn em Miền không bán. Tại vì chiếc xe đá đẹp quá, rất đẹp luôn. Và đặc biệt cái máy của nó này. Đấy, tại vì mọi người biết không, tại sao người ta cứ nói là những cái xe đời 2010 cố hú cả 10 năm nhưng mà giờ vẫn giữ giá. Thì mọi người có muốn biết lý do vì sao, cứ xuống đây gặp trực tiếp em Miền cho chạy thứ nhá. Cực kỳ ngon. Nó ngon hơn cái mẫu mới sau này, em Miền đảm bảo 100% như vậy nhá. 18.500.000 đồng cho một chiếc AB đẹp, không một tỉ vết, không một lỗi lầm sau khi em đã đi thẩm mỹ viện về rồi nhá. Nhưng máy móc còn Rin nguyên bản, chưa đụng một con nắp nào luôn nha mọi người.
chỉ làm đẹp ở ngoài thôi, nhưng tâm hồn em vẫn còn trong trắng nha mọi người. Giá bán đế quý anh cho bạn 18.500.000 đồng một chiếc AB210. Vâng, đây lại là một chiếc Vision, Vision màu cà phê sữa, Vision FI full trăng đệ tử. Giá cá rất rẻ nhưng mà chạy cực kỳ ngon. Mẫu Vision này cực kỳ hot luôn nha. Giá bán 11.800.000 đồng một chiếc Vision FI full trăng đệ tử. Máy chạy ngon, chạy vọt. Xe dàn áo có trầy nhẹ này. Đây cái chỗ tem này, đi lâu quá phải trầy, chưa dọn phải trầy, không sao hết. Quan trọng máy chạy êm, chạy khỏe, chạy bóc nhá. 70K1 09601 một chiếc Vision ngày hôm nay em hiện bán 11.800.000 đồng. Anh chị em bạn bè đừng bớt lời, có 800 thôi, bớt cái lẽ là coi như em miền xong không có lời nữa nha. Đây ạ, 11.800.000 đồng cho một chiếc Vision. Ngoài ra hôm nay về rất rất nhiều xe, rất rất nhiều anh chị em bạn bè nhanh tay xuống cửa hàng xe máy Thanh Đoàn ủng hộ em miền. Vâng, một chiếc E 150 phiên bản hot hit nhất của dòng E 150 mẫu cũ đời cuối 2018. Đây, đây là tem này, là tem phiên bản giới hạn này, đặc biệt nhất của dòng F150. Quay đến đâu đẹp đến đó, toàn bộ xe dán keo nguyên con, tem rần đi cực kỳ sang chảnh này. Trời ơi, không mua là tiếc nhá. Ngày xưa mẫu này mua mới 53 triệu đồng. Ngày hôm nay xe máy Thanh Đoàn bán con F cuối 2018, giá bán đế quý anh chiếm các bạn 28.500.000 đồng không bớt. 69D1381 32, bên em miền có hỗ trợ trả góp. Anh chị em bạn bè cứ thoải mái xuống đây lựa chọn cho mình được một chiếc xe vừa ý để đi nhá, quá tuyệt vời luôn anh chị em bạn ơi, không mua là tiếc hồi hồi luôn này. Đây nhá, quay ký này, một mình em miền quay nên là không thể nào nổ máy được hết 100% dàn xe, nhưng tất cả các xe miền báo giá đây, em miền cam đoan rằng con nào em miền nói em, con nào không em, em miền nói không em nha. Đó, tay trước ở đâu em miền quay luôn. Những chiếc xe chỗ này thì hoàn hảo 100%, không phải nói nhiều nữa, cái màu cực kỳ đẹp luôn nha. Màu cực kỳ cá tính, đẳng cấp tem. Toàn bộ dán keo vừa lột ra không tìm ra một lỗi lầm nào luôn. Sơ thật. Đẹp xuất thần luôn. 28.500.000 đồng. Bây giờ ngày chưa mua mới là 53 triệu. Là tiết kiệm gần được 20 triệu luôn. Vâng, đây là một chiếc AB, hai gương zin theo xe AB màu đen nhám, phiên bán chìa khóa thường không phải đặc biệt, đời 2018, phiên bán chìa khóa tìm cái này là tìm che luôn nhá. Đấy, bọc tít tít ở đó, chìa khóa lớn nha mọi người. Xe mới chạy đúng 5.000 cây, lốp trước lốp sau còn nguyên chưa thay. 5721, 5.721 km một chiếc AB màu đen nhám, cực kỳ sang chảnh, đẹp và liền lạc nhá. Tiền nào của đó đáng đồng tiền bát gạo anh chị em các bạn ơi. Đó, nhiều khi em đăng xe đây, nhiều anh chị em bạn bè bảo rồi mày đắt, mày bán đắt đi ai mua. Mọi người ơi, đắt rẻ không quan trọng, mọi người cứ suy nghĩ đi, một cái xe mới ngày chưa mua bao nhiêu và bây giờ nó đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền thì anh chị em bạn bè sẽ hiểu cho nỗi lòng của em hiền nhá. Đây ạ. Đó, bán thân những anh chị em bạn bè mà có xe bán ở đây cũng nhiều lý do để bán. Bây giờ người mình mà ép giá của người ta quá cũng đâu có được đâu, đúng không anh chị em các bạn? Người ta đã bỏ xe mới mua lỗ cả mười mấy 20 triệu rồi, nên là không thể nào ép giá quá sức được. Đến 94F1-22368. Ốc này, ôi ốc nha mọi người, ốc này. Dàn chân thuộc này, chân máy này. Một chiếc AB màu đen nhám, chạy đúng 5.000 km. Ngày hôm nay em hiền xinh đẹp dễ thương để bán anh chị em các bạn 28.500.000 đồng không bớt. Mua mới 43, 44, 45 triệu thôi thì về với em hiền ngày hôm nay chỉ cần 28.500.000 đồng. Anh chị em bạn bè đã có một chiếc AB xin trò đẳng cấp để đi rồi. Đây, mua xe này về ai nói tôi mua xe cũ à mọi người, đẹp xuất sắc xuất thần luôn, từng chi tiết đều đẹp. Vâng, mọi người đừng chê đắt nhé, ai thích rẻ có đây. Không phải em là làm máy rồi hay là em máy kêu là xấu mà em bán rẻ đâu nhá. Con này là đời 2017-18 luôn, cùng đời với con này nhưng là màu xanh rêu, giá cá hợp lý hơn. Toàn bộ xe dán keo em miền vừa lột trong, nhưng chỗ này có tay nhẹ một tí đấy, quay rõ cho mọi người. Còn lại không tìm ra một lỗi lầm, em miền bao anh chị em bạn bè tìm ra lỗi em miền cho xe luôn nhá. Một lỗi nhỏ duy nhất, em miền trừ tiền và bán giá đế quý anh cho bạn 24.800.000 đồng anh chị em bạn ơi. Thực ra chiếc xe này rất rất nhiều anh chị em bạn bè xa gần hỏi để mua, nhưng một anh trai mua, một bác trai mua từ tận miền Tây mua về như con gái, nhưng không chịu cái màu này và chịu mẫu này, bắt buộc ngày hôm nay phải chuồng đôi viết dần cho con gái đi, nên là bác đưa ra bán lại không phải lý do gì hết anh chị em bạn. Nhiều người nghi ngờ bảo chắc xe dở quá, trả lại không có đâu.
em liền cho test thử chạy thử rồi không ưng làm sao lấy được. 83C131510 24.800.000 đồng cho một chiếc AB xịn sò, không một lỗi lầm, không một tỉ vết anh chị em các bạn ơi. Đó, đáng đồng tiền, đáng bát gạo. Quay đây chưa đá anh chị em bạn bè cứ xuống đây, cứ xuống trực tiếp cửa hàng xem máy Thanh Đoàn để xem che và ủng hộ em Hiền nhé. Rồi tiếp tục mọi người lại theo chân em Hiền. Đây là một chiếc quay RSX, quay RSX bánh mâm thắng đĩa, biến số thành phố Hồ Chí Minh. Đó, dàn chân này. Đó, nước tem có trầy đôi tí này. Đó, xe cũ phải có trầy, không đáng kế, quan trọng này. Máy êm, chạy ngon, chạy bọt, chạy khỏe. Bánh mâm thắng đĩa, quay RSX đầu bự, quay RSX siêu nhân. Biến số bao nhiêu đây? Vâng, 59T136781. Ngày hôm nay em Miền sẽ bán con quay RSX màu đỏ đen trắng dàn chân này. Đấy, rất chi là xuất sắc luôn. Gặp phù không gì nhớt này. Bánh mâm thắng đĩa luôn. Để cho quý anh chị em và các bạn đúng 10.500.000 đồng không bớt. 59T136781. Đáng đồng tiền, đáng bắt gạo. Xe mua trực tiếp chú xe, chính chú ký giấy sang tên nhanh gọn lẹ luôn. Mọi người lưu ý giúp em Miền, khi em Miền quay xe, những cái xe mà số thì em Miền đề lên được, còn những tay ga thì bắt buộc là phải bọc thắng thế này mới đề, thì cho em Miền một mình quay không đề được nhá, chứ không phải là máy chở em Miền không quay lên nhá mọi người. Đây, mọi người vào xem được nhớ like, chia sẻ và ủng hộ em Miền nhá. Ai thương thì cho em Miền một like, ai không ưa thương thì lướt qua, đừng vô rồi comment chứ em Miền tội nghiệp nhá mọi người. 59T136781 đó. Một chiếc xe đúng 10.500.000 đồng mới bán. Mẫu xe này ai thích 7 triệu bên em Hiền cũng có, 8 triệu có, 9 triệu có, nhưng mà một chiếc quá đẹp, biến số thành phố Hồ Chí Minh, sang tên nhanh cửa gọn lẻ luôn, giá bán đúng 10.500.000 không bớt nhá. Anh chị em bạn bè nào thực sự quan tâm thì nhanh tay uống ủng hộ em Hiền nhá. Rồi tiếp tục đây là một chiếc Luviat này. Đây, lâu lâu mới gặp được một con Luviat đi bao nhiêu năm mà nó còn đẹp như thế này. Con này bán nhiêu tiền anh Đoàn? Vâng, tem toàn bộ zin đét đấy mọi người, vừa lột keo ra cái dàn chân này, không một tí vết, không một lỗi lầm. Quay thật kỹ để mọi người biết được tại sao có con 7-8 triệu mà có con đến 9 triệu đây này. 9 triệu là đáng đồng tiền, đáng bắt gặp. Một chiếc xe mà tem đi bao nhiêu năm mà còn zin mà lại không trầy, 70L108577, giá bán 9 triệu đồng. 9 triệu đồng cho một chiếc Luviat xịn sò, đẹp từng centimet, không một lỗi lầm luôn. Quay xa xa để anh chị em bạn bè cảm nhận một chiếc xe màu nâu, cực kỳ nâu bạc nha. Đây, đây quay khí cho mọi người, không phải trầy nha. Tem là tem nứt đứt này. Đó, tem zin này. Đó, tem zin luôn nhá. Nét đứt của nó vậy chứ không phải trầy nha. Không tìm ra lỗi lầm luôn, dàn chân này. Đúng 9 triệu đồng một chiếc Luviat siêu cọp. Ai quan tâm nhanh tay chốt đơn liền cho giúp em Hiền. Tại vì anh chị em bạn bè thông cảm nhá, mua bán qua mạng, một số anh chị em bạn bè không đặt cọc trước, đi rất rất xa xôi xuống đây, nhưng mà xe em Hiền bán rồi thì cũng không trách được em Hiền, tại vì là nhiều khách hàng đã ở nhà và chốt đơn trước. Nên nếu quý anh chị em bạn bè xem được clip của em Hiền, thích con nào cứ đặt cọc trước em Hiền 1 năm 700 1 triệu, em Hiền sẽ giữ xe 1-2 hôm 3 hôm xuống lấy cũng được, không sao nhá. Còn nếu anh chị em bạn bè ở xa muốn mua xe, ưng con nào đấy vui lòng gọi điện trước, xe còn đi xuống bán rồi thì thôi, mất công đi xa rất là chi là tội nghiệp nhanh chứ bạn. Đó, một chiếc xe quá hoàn hảo luôn. Đây là một chiếc quay Blade đời 2019 anh, cuối 2019 đầu 2020 luôn này. Đó, một chiếc xe màu trắng phối với màu đen, bánh mâm thắng đĩa cực kỳ sang chảnh nha. Đây, rất chi là tuyệt vời. Tiếc rằng là bây giờ trời quá tối, em Miền không có review được kỹ như mọi hôm nhá. Tối quá rồi nhưng mà xe đẹp lắm mọi người ơi. Như một cây kiếm nhật nhá. Màu xám trắng cực kỳ sang chảnh này. 83C151425. Ngày hôm nay xe máy Thanh Đoàn sẽ bán con AB cuối 2019 này. Một chiếc xe bánh mâm thắng đĩa 83C151425. Với giá bán để quý anh chị em và các bạn 14.800.000 đồng không bớt nhá. Một chiếc xe quá đẹp và hoàn hảo luôn đó. Cuối 2019 ốc tán bảy màu luôn này. Đấy, màu cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Màu đen kết hợp với màu trắng cực kỳ sang chảnh luôn. 14.800.000 đồng. Và đây, đây là một chiếc xe em Hiền vừa lấy từ xe mới ra, rắc ra khỏi tiệm xe mới đưa ra bán luôn. Một chiếc Vision 2020 vừa đi được 2.000 cây, tức là đi từ nhà ra, ra từ hết xe mới về nhà rồi đi mấy vòng vòng là đưa ra bán luôn.
chơi vậy ai chơi lại 71B427013 đây nhìn đây mọi người nha. Ôi quá đẹp toàn bộ đây, dàn áo đang dán keo nguyên con. Một chiếc Vision đăng ký 2020 375 km thôi anh chị bạn. Vừa đi xong ra rồi hết là bán luôn. Toàn bộ dán keo. Đặc biệt có mẫu này là mẫu cuối cùng này. Tem này là đời cuối cùng rồi. Bây giờ mọi người mua mới giấy tờ xong xuôi 363738 triệu. Mà cái xe mới đi được 1 tháng đưa ra bán em hiền bán giá. Để quý anh chị em và các bạn. Vâng, 28 triệu 500 đồng không bớt nha. 28 triệu 500 đồng cho một chiếc xe vừa chạy hết rốt đa là đưa ra bán luôn. 2 chìa khóa này, 2 gương đầy đủ giấy tờ này đó. Toàn bộ đang dán keo nguyên con nha anh chị bạn. Không thể nào tìm ra con thứ hai. Và đây là một chiếc BCX Liên Thái này. Cái này không phải Liên Thái mà xe Thái luôn nha mọi người. Đó, xe này là toàn bộ xe em Hiền đã sơn lại nguyên con. Tại vì đi lâu ngày đó, thạch xước quá nhá. Đó, BCX lốc máy này. Lốc máy đẹp cực kỳ luôn ạ. 55X80629. Một chiếc BCX Thái màu đỏ cực kỳ sang chảnh. Ngày hôm nay em Hiền để quý anh chị em và các bạn 23 triệu 500 ngàn đồng. 23 triệu 500 ngàn đồng cho một chiếc BCX Thái nha. Cực kỳ đẹp liền lạc toàn bộ xe. Vừa sơn lại nguyên con dàn áo nhá. Nhưng máy móc chưa đụng và đặc biệt em ru thì thầm không nghe tiếng động luôn. Anh chị em bạn bè nào thực sự quan tâm có thể xuống trực tiếp cửa hàng xe máy Thanh Đoàn để xem xe. Đầu này dán một tem đầu rồng đó, chơi ghê chưa? Không hố chưa? Hai con vào húc nó ngồi lên biết mạnh mẽ cỡ nào rồi nha. Ngồi lên phát là các em theo luôn nha mọi người. Đó, máy em ru luôn. Của Thái luôn nha mọi người, lưu ý một chiếc BC của Thái luôn. Rất tuyệt vời luôn nhá. Giá bán 23 triệu 500 ngàn đồng. Đó, tiếp tục anh chị em bạn bè. Đây là một chiếc ABFP đời nhập chi cao cấp nhất của dòng ABFP phun xăng điện tử cao cấp nhá. Đó, FP này, rồi đời nhập chi rồi. Màu đen nhá. Đây đời nhập chi vô nhiều nóc gần chân. Máy móc đi. Xe chính chủ ghi giấy sang tên nhanh gọn lẹ nhá. 59G160203. Con AB này em Hiền bán đúng giá 19 triệu 500 ngàn đồng không bớt nhá. Biển số Sài Gòn, chính chủ ký giấy sang tên nhanh gọn lẹ và đặc biệt đời nhập chi cao cấp rồi. Tiền nào của đó 14-15 triệu. Anh chị em bạn bè cũng có chiếc xe AB FI để đi. Nhưng quan trọng nó đẹp ở nào và máy móc đã làm hay chưa. Một chiếc AB siêu cọp bán 19 năm, bao chứng giấy bao rút hồ sơ sang tên nhanh gọn lẹ nhá. 19 năm là bao chứng giấy sang tên luôn. Đây, xuất sắc kìa. Bây giờ trời đang mưa nên là coi không được rõ lắm nha mọi người. Đấy. Biển số 59G160203, AB210 zin đét từ đầu tới chân. Máy chạy ngon, chi thầm thì thầm như xe điện nha. Đấy, đấy, một chiếc xe phải nói là xuất sắc luôn nha. Xuất thần luôn. Ai không yêu xin đừng nói lời cay đắng tội nghiệp em nói cho mọi người. Đấy. Xe chị em ơi, vô coi đi. Đây tiếp tục, đây là một chiếc AB đời 2017-18 màu đỏ. Cái này là đỏ bạc cho mọi người, hai màu này. Đó. Toàn bộ xe là dán keo em Hiền vừa lột không tìm ra một lỗi lầm nào luôn. Hai gương rin theo xe và đặc biệt xe vô inox dàn chân dàn cắng inox luôn này đấy. Ốp inox luôn. 83P311923. Giá bán của con AB này là 20 để quý anh chị bạn là 26 triệu 500 ngàn đồng nha. Chiếc xe phải nói là xuất sắc của ngày hôm nay. Em Hiền bữa nay là trùng Vision với trùng ẹc với là trùng mã B. Ai ưng con nào chốt con đó cho em Hiền nhá. Rất nhiều xe ngày hôm nay. Đấy con lít này. 7 triệu 500 ngàn đồng đúng không ạ? Biển số này 60N52888. Một chiếc lít giá bán 7 triệu 500 ngàn đồng. Bao máy êm bao chạy nhá. Đạt chân ốc sáng đẹp, chạy ngon, chạy khỏe, chạy lướt. 7 triệu 500 ngàn đồng một chiếc lít của Honda. Và đây là một chiếc xe lướt 60B362530, xe mới chạy 5.000 cây màu cam đen. Đây, giá bán 15 triệu 500 ngàn đồng, đời cuối 2019 nhá. Đó, màu cam là luôn là màu hot cuối 2019 này. 15 triệu 500 ngàn đồng cho một chiếc xe xe lướt FI màu cam đen cực kỳ sang chảnh đẹp và liền lạc. Đây là một chiếc ẹc 19 triệu đồng, đời 2015. Toàn bộ xe tem rin nguyên con nhá. Ốc tán sáng và cực kỳ đẹp liền lạc luôn. 59X268845 19 triệu đồng. Và đây là một chiếc Sirius 73K1 10081. Xe toàn bộ rin đét đời 2018 luôn nhá.
giá bán 12.500.000 đồng. Đó. Anh chị em bạn bè nào quan tâm thì xuống cửa hàng xe máy Trung Đoàn ủng hộ em nhé. Vâng, đây là một chiếc Way Alpha. Alpha này là toàn bộ đang dán trùm nguyên con nhé. Một gương thì nó bao nhiêu anh? Đời bao nhiêu? Một chiếc Way Alpha zin đen neo xe nhé. Toàn bộ xe đang dán trùm cực kỳ đẹp, vô một cặp gương cực kỳ sang chảnh này. Giá bán chỉ 12 triệu đồng nhé. 12 triệu đồng một chiếc Way Alpha, vô rất nhiều đồ kiếng đẹp này. Ôi, xuất sắc luôn đây này. Ai không mua là tiếc hủi hụi luôn nha. Vô rất nhiều đồ kiếng luôn. 83P3 18507, giá bán chỉ 12 triệu đồng, một cái giá cực kỳ rẻ và yêu thương. Đó, cái gương cũng cực kỳ đẹp luôn nhá. Đây, quá tuyệt vời luôn này. Dàn chân nóc tán bao đẹp luôn. Tiếc rằng bây giờ trời tối quay không được rõ nét, mong anh chị em các bạn thông cảm nhá. Con Way S110 này bao nhiêu tiền anh Đoàn ơi? Vâng, đây là Way S110 nhá. Biển số thành phố Hồ Chí Minh chính chủ cái giấy. Hai gương zin đeo xe luôn. Vâng, giá bán 10.500.000 đồng. 59X21.5698 nhá. Toàn bộ xe dàn chân zin đét này, tem zin theo xe luôn, xe cực kỳ đẹp và liền lạc luôn nhá. 59X21.5699, xe vừa lấy về chưa rửa luôn. Đó, xe quá đẹp luôn. Giá bán 10.500.000 đồng nha các bạn. Tiếp tục anh chị em bạn bè lại theo chân của em Miền. Ở đây còn rất nhiều xe nữa để quay cho mọi người cùng xem hết luôn nhá. Bây giờ trời đã rất chi là tối nên là em Miền xin phép review nhanh nhanh một tí nha mọi người. Đây, Way Alpha 9.500.000 đồng, máy móc rin này. Đó, cái này là màu tím nhá. 60EV94643. Đấy. Tiếp tục còn có xe gì đây nữa? Atila IP này, 93CE106138 này, màu trắng tinh khôi, hai gương rin đeo xe 7.500.000 đồng. 7.500.000 đồng cho một chiếc Atila FI full xăng điện tử nha mọi người. Rất chi là rẻ luôn rồi. Và đây là một chiếc Vision màu trắng này, biển số 71C322172. Giá bán chỉ với 21.500.000 đồng. 21.500.000 đồng đã có một chiếc Vision màu trắng tinh khôi để đi. Lên là cáng SH này, đầu SH luôn nhá. 21.500.000 đồng. Và đây là chiếc Footer siêu cọp mới chạy được 2-3 ngàn cây thôi. Xe không khác gì một con xe cọp ở vừa hãng xe mới ra. Giá bán là 27.500.000 đồng. Đây là một chiếc Classico. Anh Đoàn ơi, Classico bao nhiêu tiền anh? Màu nâu nha mọi người, đời 2011, phiên bản đời cuối cùng Classico luôn. Biển số 70R22176. Đó, toàn bộ đây là zin đét, tem zin theo xe luôn này. Đây, quá đẹp xuất sắc luôn. Classico bao nhiêu tiền anh? Anh Đoàn ơi, toàn bộ đây là nước sơn zin hết trơn luôn nha. Một chiếc Classico cực kỳ đẹp và liền lạc. Wow, xuất sắc luôn. Bao nhiêu tiền anh? Hả? 9 triệu à? 9 triệu đồng cho một chiếc Classico siêu đẹp nha. Cái này không phải sơn lại mà màu zin màu nâu ấy. Anh đây này, tem toàn bộ zin đét theo xe luôn. 9 triệu đồng cho một Classico xịn trò thế này, đi cực kỳ đẹp và sang chảnh luôn nha. Đây, con này là con lít. Con này là con lít nha mọi người. Con này là lít nhưng mà lại khi mà mua thì khách hàng mà mua đây này, SCR là tại vì cái này màu là đúng là màu nâu. Đó, màu thì đúng màu nâu nhưng mà trơn lại màu này. Trong dán tem SCR nhưng đúng quầy nó là xe lít luôn. Biển số 54V43977. Đó, giá bán 7.500.000 đồng cho một chiếc lít nha. Xe thì dàn ngoài thì có nó bị lộn cái này màu nâu này. Còn lại dàn chân đồ óc tán đẹp nhá. Máy êm ru 7.500.000 đồng. Vâng, và đây là một chiếc AB đầu bò siêu cọp ngày hôm nay. Em Hiền muốn gửi tới tất cả quý anh chị em và bạn bè gần xa. Ai là fan hâm mộ của AB đầu bò, nhanh tay xuống cửa hàng xe máy Thanh Đoàn ủng hộ em. Một chiếc xe siêu cọp ngày hôm nay đang có mặt tại xe máy Thanh Đoàn anh chị em các bạn ơi. Tiếc rằng em Hiền quay hơi tối nên không nhìn, không thể nào diễn tả được độ đẹp của chiếc xe này. 70B117384, giá bán đúng 14.500.000 đồng. Màu nâu kết hợp với màu đen mà con này cực cực đẹp nha em Miền bao luôn. Đó, quay khí cho mọi người cùng xem này. Tiếc là trời hơi tối một tí nha. Đúng 14.500.000 đồng không bớt nhá. Đáng đồng tiền, đáng bát gạo thưa anh chị em các bạn ơi. Xuất sắc, đẹp từng centimet. Mọi người vô chỉ mua về chỉ việc ngồi lên và chạy tiền tên, không phải làm bất cứ cái gì luôn. Đó, và đây, đây còn xe nào nữa không?
Vâng, đây là một chiếc Grander 2018-2019 phiên bán thường, chưa phải phiên bán đặc biệt. Trời ơi, một cái dây mà toàn bộ đang dán keo nguyên con, đẹp không một tí vết, không một lỗi lầm luôn. Hai gương rin đeo xe, trời ơi, xe này mà mua mới 45 triệu, ngày hôm nay em Hiền bán chỉ có 25 triệu đồng thôi mọi người ơi. 25 triệu đồng, anh chị em bạn bè cô gì chú bác xa gần, sở hữu một chiếc lít 43D1, 6838 chắn cực kỳ sang chảnh, đủ inox này. Không mua là tiếc hùi hùi luôn. Đáng đồng tiền, đáng bát gạo. Màu đó đô, thưa anh chị em các bạn ơi. Giá bán đúng 25 triệu đồng không bớt nhá. Một chiếc Grander cực kỳ cao cấp, cực kỳ xuất sắc, cực kỳ tuyệt vời. Toàn bộ đang dán keo, toàn bộ đang vô inox nguyên con. Và xe này mới chạy được mấy ngàn km thôi nhá. Hai gương rin theo xe rồi. Đà Nẵng mình ơi, yêu thương quá. Đây, có chống trộm đầy đủ luôn đây này mọi người này. Một chiếc xe phải nói là đẹp xuất sắc chất tuần. Tội gì mua chiếc xe mới, giấy tờ xong vô inox dán keo này lên gần 50 triệu. Hôm nay em Hiền bán chỉ có 25 triệu. Nếu chiếc xe này anh chị em bạn bè mà không mua thì chỉ có tiếc mà thôi nhá. Tiếc mà cái kiểu là tiếc cực kỳ tiếc luôn á. Cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đây là một chiếc shop giá bán 8.500.000 đồng đây. Đó. Đó. Rất chi là liền lạc từ đầu tới chân, máy êm chạy khỏe chạy vọt. Chiếc sáp giá bán 8.500.000 đồng màu đen. Sáp là về chừng nào bán chừng đấy. Tại vì xe chạy ngon này, chạy vọt chạy bóc mà giá cực kỳ yêu thương. Ngày chưa mua mới quá đắt, anh chị em bạn bè chưa mua được để đi, thì hôm nay xe rẻ mua về đi thôi. Đấy, đây là một chiếc Porter màu đen nhám này. Bánh mâm thắng đĩa luôn. Dán keo nguyên con 76D144939 nhanh chưa bạn. Đây, giá bán con Footer này là 27.500.000 đồng. Footer màu đen nhám là phiên bán đặc biệt cao cấp nhất của dòng Footer. Anh chị em bạn bè ơi, dán keo nguyên con từ đầu tới chân, xe mới chạy được 5.000 km, giá bán 27 triệu đồng. Ai yêu thương nhanh tay xuống cửa hàng trên máy Thanh Đoàn ủng hộ em nhé. Đây, ngoài ra tại trên máy Thanh Đoàn hôm nay về rất rất nhiều xe phục vụ anh chị em các bạn nhé. Từ dòng xe rẻ tiền đến dòng xe cao cấp, thưa anh chị em bạn. Và đây, đây là toàn bộ xe đang có mặt tại xe máy Thanh Đoàn nhá. Quá nhiều xe luôn nhá. Người thật, việc thật, cửa hàng thật, em Miền cũng thật, xe cũng thật luôn. Không trở dạng treo đầu dê bán thịt chó nhá. Xe máy Thanh Đoàn nằm địa chỉ 465 đường Nguyễn Thị Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Di An, tỉnh Bình Dương. Điện thoại liên hệ 0967424911 hoặc 0906308911. Có mua bán trao đổi các dòng xe máy cũ, từ dòng xe rẻ tiền đến dòng xe cao cấp. Nếu ai đang quan tâm nhanh tay xuống xe máy Thanh Đoàn mua xe ủng hộ em. Có nhiều chính sách áo đái, mua xe tặng bảo hiểm, tặng nón hoặc tặng áo mưa hoặc tặng nhớt. Mua xe được bảo hành từ 6 tháng 1 năm, cho đổi miễn phí trong vòng 1 tuần nhanh chóng bạn. Đó nên mọi người cứ thoải mái lựa chọn, và đặc biệt có hỗ trợ trả góp luôn. Và bây giờ thì một lần nữa em Hiền xin phép thay mặt cửa hàng xe máy Thanh Đoàn kính chúc tất cả quý anh chị em, bạn bè, cô dì, chú bác xa gần bình an, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, và đặc biệt là được bình an trong mùa dịch này nhá. Mùa dịch đang khó khăn, anh chị em bạn bè chúng cùng chung tao chung tay để mà làm sao mà đẩy lùi được dịch bệnh, để cho chúng ta có công ăn việc làm cho ổn định anh chị em bạn ơi. Đây, rất nhiều xe luôn nhá. Bây giờ thì chúc quý anh chị em bạn bè buổi tối thật nhiều niềm vui này, hạnh phúc an yên bên gia đình nhỏ của mình. Và một lần cuối cùng lời cảm ơn, luôn là lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả anh chị em bạn bè đã dành yêu thương chân thành nhất tới cho em Hiền cũng như cửa hàng xe máy Thanh Đoàn. Bây giờ thì em Hiền xin chào, hẹn gặp lại anh chị em bạn bè với những clip tiếp theo nhé. Đến với xe máy Thanh Đoàn có rất nhiều xe để anh chị em bạn bè lựa chọn. Mọi người xem được vui vui hay hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của em Hiền nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị em và các bạn nhé.